Ta là thầy. Ok. Xin chào bà con nhân dân. Cùng toàn thể các hội đồng camera. Hôm nay tôi hướng dẫn cho các lớp lên hai cà phê. Gồm hai cái đồng. Đồng một. Đưa tay lên cánh ca. Đồng thời nằm chặt và kéo. Đây, như thế. Cái đồng hai là hết thả. Các nó gì rồi chưa? Rõ. Ok. Nên nhớ lại. Nên nhớ điểm lưu ý. Đừng có cho cây cành hoặc là lạ nhiều. Cà phê có hai loại. Loại chín và loại xanh nhá. Có màu đỏ nó màu xanh này. Đấy. Đấy các đồng chí nhìn. Bước nhanh, đồng thời cũng là bước đúng. Tăng tốc. Bắt đầu. Thực hành ca này. Thực hành. Okay.